Cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Ở tiết học này, cô và các em cùng tìm hiểu nội dung còn lại của bài 3, tìm đường đi trên bản đồ. Trước, cô và các em đã tìm hiểu hai nội dung đầu tiên, một là mã phương hướng trên bản đồ, hai là mã tỷ lệ bản đồ. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung cuối cùng là phần 3 la mã tìm đường đi trên bản đồ. 3 la mã tìm đường đi trên bản đồ. Như các em đã biết, bản đồ rất hữu ích để chúng ta chọn tuyến đường đi và ước tính thời gian di chuyển. Để đọc được một tấm bản đồ thì chúng ta phải cần rất nhiều kỹ năng như là cách xác định phương hướng, đo tính khoảng cách, sử dụng bảng chú giải. Và những kỹ năng này cô đã hướng dẫn cho các em ở các tiết học trước rồi. Và phần 3 la mã tìm đường đi trên bản đồ, các em sẽ về nhà đọc thêm những nội dung trong sách giáo khoa. Còn trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập về tỷ lệ bản đồ. Sau đây là phần luyện tập. Quan sát hình 3.4, bản đồ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy thực hiện những nhiệm vụ sau. Ở đây chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cho biết với tỷ lệ 1 chia 10.000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Nhiệm vụ 2, sử dụng tỷ lệ số hoặc tỷ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay giữa các điểm sau với đơn vị là mét. Khoảng cách từ bảo tàng chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng. Và sau đây, cô và các em sẽ cùng thực hiện bài tập này. Nhiệm vụ đầu tiên các em cần thực hiện là hãy cho biết với tỷ lệ 1 chia 10.000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa. Bài tập này rất là dễ làm. Với bản đồ có tỷ lệ 1 chia 10.000, các em dễ dàng xác định được 1cm trên bản đồ tương ứng với 10.000cm trên thực địa. Và các em sẽ đổi ra đơn vị là mét theo yêu cầu của đề bài. Vậy 1cm trên bản đồ sẽ tương ứng với lại 100m trên thực địa. Là nhiệm vụ thứ hai, các em sẽ sử dụng tỷ lệ số hoặc tỷ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay giữa các điểm sau với đơn vị là mét. Nhiệm vụ đầu tiên là các em sẽ xác định khoảng cách từ bảo tàng chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bước 1, các em sẽ xác định vị trí của hai địa điểm này trên hình. Sau đó dùng thước và viết chì nối hai điểm lại với nhau. Bước 2, các em xem khoảng cách trên bản đồ giữa hai địa điểm này là bao nhiêu cm. Và cô đã xác định được trên hình khoảng cách từ bảo tàng chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là 7,3cm. Và sau đó các em sẽ lấy khoảng cách mà các em vừa đo được ứng vào với tỷ lệ thước bên dưới bản đồ thì sẽ tìm được khoảng cách trên thực tế từ bảo tàng chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng tỷ lệ số. Khi đã biết được tỷ lệ bản đồ và khoảng cách trên bản đồ của hai địa điểm thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được khoảng cách trên thực tế giữa hai địa điểm đó. Và bản đồ có tỷ lệ là 1 chia 10.000 như ở nhiệm vụ 1 thì chúng ta đã có được 1cm trên bản đồ tương ứng với lại 100m trên thực địa. Vì vậy, 7,3cm trên bản đồ sẽ tương ứng với lại
730m trên thực địa. Và tóm lại, khoảng cách từ bảo tàng chứng tích chiến tranh đến Ủy ban Nhân dân thành phố ngoài thực địa là 730m. Tương tự, các em sẽ tìm chiều dài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng. Thì các em phải xác định được chiều dài của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ hai ngã tư này là từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Lý Tự Trọng là bao nhiêu cm. Và cô xác định được đó là 6,3 cm. Và ta cũng đã có 1 cm trên bản đồ tương ứng với lại 100m trên thực địa. Vậy 6,3 cm trên bản đồ sẽ tương ứng với 630m trên thực địa. Và tóm lại, chiều dài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng là 630m trên thực địa. Em vừa hoàn thành xong bài tập xác định khoảng cách trên thực tế dựa vào tỷ lệ số và tỷ lệ thước. Và sau đây sẽ là một vài bài tập nhỏ về cái nội dung của bài số 3 tìm đường đi trên bản đồ. Bài 1, nhận ý sau đây đúng hay sai, các em sẽ đánh dấu X và các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý. Và bài tập này sẽ có 8 câu. Câu 1, các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ là không thay đổi, theo các em là đúng hay sai? Và câu này là đúng. Câu 2, hướng Bắc thường ở phía trên của tờ bản đồ và được đánh dấu đối diện với hướng Bắc là hướng Nam, hướng Đông bên phải, hướng Tây ở bên trái. Và ý này cũng là đúng. Câu tiếp theo, hướng Bắc luôn luôn ở phía trên của tất cả các tờ bản đồ. Và câu này là sai. Bởi vì đối với những bản đồ có hệ thống đường kinh vĩ tuyến thì hướng Bắc sẽ ở phía trên. Nhưng đối với những bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến, hướng Bắc sẽ phụ thuộc vào cái mũi tên chỉ hướng Bắc hoặc là cái kim chỉ Nam do cái bản đồ đó quy định. Câu tiếp theo, chính giữa bản đồ là trung tâm, phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc, phía dưới kinh tuyến chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông, bên trái của vĩ tuyến chỉ hướng Tây. Câu này hoàn toàn đúng. Tiếp theo, em hãy tưởng tượng đang đứng ở trung tâm của bản đồ. Em không đi về hướng Bắc, cũng không đi về hướng Đông, mà em đi đến nằm khoảng giữa hướng Bắc và hướng Đông. Và hướng trung gian đó được xác định là hướng Đông Bắc. Câu này cũng đúng luôn. Hướng Đông Bắc chính là hướng trung gian giữa hướng Bắc và hướng Đông. Câu tiếp theo, dựa vào tỷ lệ bản đồ, chúng ta có thể biết được chính xác khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với thực địa. Và câu này cũng đúng. Và bản đồ có tỷ lệ 1 chia 100.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ bằng 100.000 cm trên thực tế hay là 10 km trên thực địa. Câu này là sai. Vì 1 cm trên bản đồ sẽ bằng với 100.000 cm trên thực địa là đúng, nhưng sẽ không bằng 10 km trên thực địa, mà chỉ có là bằng 1 với 1 km trên thực địa mà thôi. Câu 2, em hãy tính khoảng cách trên bản đồ và trên thực tế của các tờ bản đồ có tỷ lệ trong bản sau. Trong bản này, các em thấy là có 3 cột. Cột bên trái thể hiện tỷ lệ bản đồ, cột ở giữa thể hiện số cm trên bản đồ, cột bên phải thể hiện số km trên thực tế. Và các em luôn nhớ rằng 100.000 cm sẽ tương đương với lại 1 km. Và cô và các em sẽ cùng làm với cái tỷ lệ đầu tiên, đó là 1 chia 2.200.000. Và với tỷ lệ này thì số cm trên bản đồ là số 1.
1cm trên bản đồ. Vậy thì số km trên thực tế sẽ là bao nhiêu? Thì với 1cm trên bản đồ sẽ tương đương với lại 2.200.000cm trên thực tế. Và 2.200.000cm trên thực tế sẽ bằng với lại 22km trên thực tế. Tương tự với tỷ lệ 1 chia 15.000 thì số cm trên bản đồ là 1cm sẽ tương đương với lại 15.000cm trên thực tế. Và 15.000cm này sẽ bằng với lại 0.15km trên thực tế. Tỷ lệ số 3, 1 chia 7.500 thì số cm trên bản đồ của tỷ lệ này là 1cm. 1cm trên bản đồ tương ứng với 7.500cm trên thực tế và sẽ bằng với 0.075km trên thực tế. Và cuối cùng, tỷ lệ 1 chia 6 triệu. Số cm trên bản đồ sẽ là 1cm, tương đương với lại 6 triệu cm trên thực tế và sẽ bằng với 60km trên thực tế. Như vậy các em thấy bài tập này rất là đơn giản. Các em luôn luôn nhớ cho cô phần tử số hay là cái phần số đứng trước dấu hai chấm bao giờ cũng là số cm trên bản đồ. Phần mẫu số hay là con số đứng phía sau dấu hai chấm là số cm trên thực tế. Và tiếp theo, câu 3. Dựa vào hộp thông tin, em hãy trả lời những câu hỏi sau. Sau đây, cô và các em cùng đọc thông tin trong hộp sau. Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bão số 16, bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,5 độ Vĩ Bắc, 105,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 đến 7, khoảng 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển 15 đến 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Và dựa vào thông tin cô vừa đọc cho các em thì các em sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu đầu tiên, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nào? Qua nội dung trong hộp thì các em sẽ thấy được áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Câu thứ hai, tọa độ tâm áp thấp nhiệt đới vào 16 giờ ngày 26 tháng 12 là bao nhiêu? Để xác trả lời được câu hỏi này, các em phải đọc kỹ nội dung. Là vào đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc và 103,8 độ Kinh Đông. Đây sẽ là bài tập cuối cùng, câu 4. Dựa vào hình 3.1, em hãy trả lời những câu hỏi sau. Hình 3.1 là sơ đồ một khu phố. Ở trên hình, các em thấy có nhà hàng, ngân hàng, trường trung học, sân vận động, tòa nhà văn phòng, tiệm tạp hóa, v.v. Và còn có các tên đường như là đường Độc Lập, đường Đoàn Kết, đường Thắng Lợi, đường Thống Nhất. Và có một mũi tên chỉ hướng Bắc đi lên ở phía bên tay phải của hình. Câu đầu tiên là em đang ở trường trung học, vậy tòa nhà nào gần với em nhất? Vậy các em phải xác định được vị trí của trường trung học. Thì chúng ta đang ở vị trí của trường trung học thì tòa nhà văn phòng sẽ gần với em nhất.
Câu số 2. Em đi từ sân vận động đến ngân hàng sẽ đi đường nào gần nhất? Thì từ sân vận động đến ngân hàng, các em sẽ đi đường Thắng Lợi là gần nhất, bởi vì sân vận động đang đường nằm trên đường Đoàn Kết, và từ Đoàn Kết đi qua đường Thắng Lợi thì chúng ta sẽ đến được ngân hàng. Câu số 3. Em rời khỏi bưu điện và đang đứng trên đường Thống Nhất. Một vài người hỏi em đường đến quán cà phê, con đường nào ngắn nhất để đến quán cà phê? Và con đường để đến quán cà phê ngắn nhất đó chính là đường Độc Lập. Như vậy, cô và các em vừa hoàn thành xong 4 bài tập về tỷ lệ bản đồ và cách xác định phương hướng vị trí trên bản đồ. Các em sẽ ghi bài vào tập. Bài 3. Tìm đường đi trên bản đồ. Phần 3 La Mã. Tìm đường đi trên bản đồ. Phần này các em học sinh đọc thêm nội dung trong sách giáo khoa. Còn về phần bài tập thì em sẽ làm câu số 2 vào trong tập theo như cái phần nội dung ghi bài của cô. Các em cũng kẻ khung như vậy luôn nha. Và cuối cùng là phần về nhà, cũng giống như những tiết học trước. Về nhà, các em sẽ ghi bài vào tập và xem lại nội dung của các bài sau, bài số 2 và bài số 3, phần 1 và phần 2 La Mã. Tuần sau, chúng ta sẽ có bài kiểm tra thường xuyên lần 2, cách làm và thời gian làm cũng giống như bài kiểm tra thường xuyên ở lần 1. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.